Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi được mời để cùng chia sẻ cho chương trình của quý ông. Thật ra thì mục sư Mai Thanh Phương nói tôi là chỉ có 15 phút thôi. Quan trọng là thì giờ để các ông giải bài tâm sự, chuyện đàn ông của chúng mình. Có những chuyện mà không thể nói được với vợ, có những chuyện mà không được nói được với con. Và cho nên chúng tôi đã tạo một phòng Zoom riêng để cùng tâm sự với nhau. Cho nên là quý bà khỏi tới ha. Để cho các ông rất là tự nhiên để có thể chia sẻ những nỗi niềm của mình. Và tôi hy vọng là qua những cái chương trình quý ông mỗi tháng một lần sẽ khi họ trở về, quý vị sẽ thấy một người chồng khác, một người chồng thay đổi, một người chồng ga lăng hơn, một người chồng dễ thương hơn. Xin hãy cầu nguyện cho chương trình này hả quý vị? Dạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Tôi thấy các bạn hãy vỗ tay lớn lên nào. Dạ. Xin hãy khích lệ chồng của mình có mặt trong ngày hôm đó để cùng với chúng tôi tâm sự, giải bài với nhau để đừng kịch lệ với nhau. Dạ. Thưa Hội Thánh, từ rồi tôi có gặp một số doanh nghiệp cơ đốc. Và đây cũng là một số doanh nghiệp có thể nói là rất là được ơn. Và họ cũng là những nhà tư vấn hàng đầu của những công ty hàng đầu của Việt Nam. Tôi xem cái hợp đồng của họ cách đây vài năm khi họ được mời để làm giám đốc điều hành của một công ty lớn ở tại Sài Gòn này. Thì với số lương là 2 tỷ đồng cho một năm. Và sau đó thì mỗi một giờ họ tư vấn cho những công ty hàng đầu, và đặc biệt ở trong những cái lúc mà Covid thì số tiền họ nói rằng trong năm qua em không có đi tư vấn trực tiếp nhưng mà chỉ tư vấn ở trên Zoom thôi, thì cảm ơn Chúa là Chúa vẫn cho em thật sự rất là được phước, và họ trả em hàng tỷ đồng, hàng ngàn đô, hàng chục ngàn đô trong những buổi tư vấn. Và tôi rất là được khích lệ khi mà nói chuyện với những doanh nghiệp này. Nhưng có một câu hỏi mà họ đặt ra và khiến cho tôi phải suy nghĩ. Mục sư có nhìn thấy rằng những cái doanh nghiệp cơ đốc của mình ở tại Việt Nam có phải hình như rất ít phải không ạ? Những doanh nghiệp cơ đốc hàng đầu và nổi tiếng ở Việt Nam dường như rất là ít, chỉ có nhỏ và vừa thôi. Vì sao vậy mục sư? Đây là câu hỏi mà khiến cho tôi phải suy nghĩ rất là nhiều. Thật sự là khi qua Indo thì tôi được nhìn thấy có những chủ tịch tập đoàn của bất động sản, những giám đốc ngân hàng của không phải là một ngân hàng mà ba ngân hàng, năm ngân hàng, là những doanh nhân cơ đốc, là những người rất là thành công. Và thậm chí họ là những người có những máy bay riêng để đến để chia sẻ cho chúng tôi, cho những doanh nhân cơ đốc tại Việt Nam. Nhưng ở tại Việt Nam thì tại sao lại không có những công ty hay là những doanh nhân cơ đốc hàng đầu của Việt Nam? Tôi không biết là quý vị ở phía dưới hoặc là những người nghe lời của Chúa sáng nay chúng ta suy nghĩ gì? Vì sao vậy? Tại sao không có những luật sư nổi tiếng của là người cơ đốc để giúp đỡ cho người nghèo và giúp đỡ cho những người khó khăn? Tôi muốn đặt câu hỏi này để tất cả chúng ta đều suy nghĩ. Và câu trả lời nó nằm ở đâu? Câu trả lời nằm ở đâu? Và cảm ơn Chúa trong tuần rồi, trong thời gian suy gẫm lời Chúa và chuẩn bị cho lời Chúa buổi sáng hôm nay, bởi vì có một mục sư được mời đến nhưng mà ông bị Covid cho nên tôi phải được thay thế. Và tôi hy vọng rằng lời của Chúa sẽ là câu giải đáp cho chúng ta, và cũng sẽ là một sự nhắc nhở cho chúng ta vì sao không có những điều vĩ đại ở tại đất nước này. Chúng ta cùng mở ra ở trong lời của Chúa, trong Samuel thứ nhất đoạn 1 từ câu 1 đến câu thứ 9. Tôi sẽ đọc và quý vị chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện đã được chép ở trong Samuel thứ nhất đoạn 1 từ câu 1 đến câu thứ 9. Có một người quê ở Rama thuộc vùng đồi núi Ephraim tên là Elkana, con của Jeroham, cháu của Elihu, chắc của Tohu, chích của Sufer, người Ephraim. Elkana có hai vợ, một người tên là Anne, một người tên là Phenina. Phenina có con, còn Anne thì không con. Hàng năm Elkana từ thành của mình đi lên để thờ phượng và dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va vạn quân tại Silo, nơi hai con trai của Heli là Hophni và Phinehas làm thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Đến ngày Elkana dâng sinh tế, ông chia lễ vật ra cho vợ ông là bà Phinehas và cho tất cả các con trai và con gái của bà. Nhưng ông lại dành cho bà Anne một phần đặc biệt vì ông yêu bà hơn. Mặc dù Đức Giê-hô-va khiến bà hiếm muộn, kẻ tranh cạnh với bà không ngớt khiêu khích để chọc tức bà. Vì Đức Giê-hô-va đã khiến bà hiếm muộn, vì cứ xảy ra như thế hàng năm, từ năm này sang năm khác, mỗi khi bà lên đền thờ Đức Giê-hô-va thì Phinehas đều chọc tức bà, vì vậy bà khóc và không chịu ăn. Elkana chồng bà hỏi Anne, sao mình khóc, sao không chịu ăn và buồn rầu đến thế, tôi không đáng cho mình hơn 10 đứa con trai sao? Sau khi mọi người ăn đã uống xong tại Silo, Anne đứng dậy. Lúc ấy thầy tế lễ Heli đang ngồi trên ghế bên trụ của đền thờ Đức Giê-hô-va. Bà khấn nguyện lại Đức Giê-hô-va vạn quân, nếu ngài đối xem nỗi sầu khổ của tớ gái ngài, nhớ lại con và không quên ban cho tớ gái một con trai, thì con sẽ hiến dâng nó cho Đức Giê-hô-va trọn đời, và dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó.
Chủ đề mà tôi muốn cùng học với quý vị trong buổi sáng hôm nay đó là điều vĩ đại được sinh ra. Điều vĩ đại được sinh ra đó là một cái dòng tư tưởng đã đến ở trong tâm trí của tôi khi tôi suy nghĩ và suy gẫm đoạn kinh thánh này. Đây là câu chuyện được chép ở trong cuối của thời của các quan sát. Đó là một gia đình, họ đã lập hôn nhân với nhau nhưng mà người vợ thì lại không có con. Bà tên là Anne và cuộc đời của bà bất hạnh từ khi bà lập gia đình. Lấy chồng mà không có con là nỗi bất hạnh của người phụ nữ, phải không quý vị? Và sau đó người phụ nữ này lại gặp một nỗi bất hạnh khác nữa là người chồng lấy thêm một người vợ khác, và người vợ khác lại có con, và không những có con mà lại nhiều con nữa. Đau đớn lại càng thêm đau đớn, tổn thương lại càng thêm tổn thương. Và Anne đã làm gì? Anne đã chạy đến với Chúa ở tại trong chỗ cầu nguyện. Và tại trong đền thờ, Anne đã cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, xin nhớ đến nỗi sầu khổ của con. Chúa ơi, xin nhớ đến con và xin Chúa cho con một đứa con. Và nếu Chúa cho con đứa con đó thì con sẽ dâng cho Ngài. Con sẽ biệt riêng nó cho Chúa và giao cạo xuống ở trên đầu của nó. Và cảm ơn Chúa, cuối cùng thì Anne đã có con. Đó là câu chuyện mà chúng ta sẽ học trong buổi sáng hôm nay. Tại sao tôi nói rằng điều vĩ đại được sinh ra? Chúng ta đọc hết câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy một cái điều vĩ đại đã được sinh ra ở trong một cái điều hết sức không thể tưởng được. Thường thì người ta thường hay nói ở một cái xứ giàu có, văn minh, hiện đại thì thường có những điều vĩ đại. Có những nhà bác học, có những nhà doanh nhân thành công, có những chính trị gia nổi tiếng. Còn ở một đất nước mà nghèo khổ, khó khăn, chiến tranh giống như Việt Nam của chúng ta, 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây và bao nhiêu năm nội chiến từng ngày, thì làm sao có điều vĩ đại xảy ra? Nhưng thưa quý vị, chúng ta suy gẫm đoạn thánh này, chúng ta sẽ thấy rằng cái điều vĩ đại đã được sinh ra ở trong sự bất hạnh. Vâng, đó là điều thứ nhất mà tôi muốn cùng quý vị suy gẫm ở tại đây. Điều vĩ đại được sinh ra trong sự bất hạnh. Thông thường chúng ta nghĩ rằng có những người, những cuộc đời vĩ đại là bởi vì họ được sinh ra trong một gia đình có nhiều cái thuận lợi. Cha mẹ giàu có, đẻ con ra đã ngậm thìa vàng rồi. Có những doanh nhân thành đạt, có những người nổi tiếng bởi vì họ được sinh ra trong một gia đình có giáo dục tốt, trong hoàn cảnh thuận tiện hơn tất cả mọi người. Họ có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống như ý, cho nên khi con cái họ sinh ra thì con cái của họ sẽ cứ thế mà tiến lên. Nhưng thưa quý vị, theo thống kê cho biết rằng 80% những người thành công và nổi tiếng trên thế giới đều sinh ra trong sự bất hạnh. Họ bị từ chối, họ bị phản bội, họ bị bạo hành, và tuổi thơ của họ là những ngày đầy nước mắt. Tôi muốn chia sẻ điều này để tất cả quý vị chúng ta, ai đó trong quý vị đang lắng nghe sứ điệp này, thì quý vị ơi, đừng có nghĩ rằng nếu tôi được sinh ra trong gia đình tốt, nếu tôi được sinh ra trong một đất nước tốt thì tôi sẽ tốt. Chưa chắc. Và cuộc đời của Anne đã cho chúng ta thấy điều đó. Câu chuyện bắt đầu từ một cái sự rất là tồi tệ. Cuộc đời của một người phụ nữ khi lấy chồng vẫn ao ước rằng mình có con, nhưng rồi bà không có con. Nhiều năm tháng như vậy, và như tôi đã chia sẻ cho quý vị, nỗi đau vẫn tiếp tục thêm nỗi đau khi mà người ta dè biểu khi nhìn bà. Ồ, cái gai không trái, gái độc không con. Bà phải bị mang tiếng bởi vì một người phụ nữ bất hạnh, bị rủa xả. Đi đâu cũng không dám nhìn mọi người cả, bởi vì sao? Cái gai không trái, gái độc không con. Rồi gì nữa quý vị? Và sau nhiều năm chờ đợi, chồng bà không chịu nổi nữa, bây giờ phải lấy thêm một người thứ hai. Và người thứ hai này, nó lại càng đau hơn nữa là cái cô thứ hai lại có con, mà không những có một đứa mà là nhiều đứa nữa. Và cái bà thứ hai không có lịch sự, không có tế nhị. Mỗi lần lên đền thờ cầu nguyện thì bà này lại cứ chọc ngoáy cái người phụ nữ này, chọc tức. Bà sống sao mà không có con? Tôi nè, vì sao mà có con đó? Có thể là cái người phụ nữ này cứ chọc tức anh em như vậy. Và chính cái nỗi đau này quý vị, chính cái sự dè biểu này đã là một động lực cho anh em. Thưa quý vị, có thể có một ai đó trong vòng chúng ta được sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, cha mẹ ly dị. Chúng ta được sinh ra trong một gia đình mà chúng ta không được đối xử cách công bằng.
Có thể có một ai đó trong mồm quý vị buổi sáng nay có mặt tại đây mà chúng ta bị phản bội bởi một ai đó. Chúng ta bị từ chối bởi người thân của mình, bởi vì quá khứ của chúng ta. Nhưng thưa quý vị, điều đó không đến nỗi để chúng ta trở lại chấm hết là không có gì nữa. Cuộc đời của tôi sẽ chỉ toàn là màu đen thôi, bởi vì tôi không được sanh ra như mọi người. Sức thân của tôi không như mọi người. Thưa quý vị, đừng bao giờ nghĩ như vậy. Quý vị, đôi khi Đức Chúa Trời cho chúng ta trải nghiệm những cái sự đau đớn, những cái sự tổn thương để làm gì? Để lại dẫn chúng ta vào trong những phước hạnh trong những ngày sắp tới. Chính nỗi đau, chính sự tổn thương, chính sự mất mát đó đã là động lực để anh em phải làm sao sống để bày tỏ sự vinh quang của Chúa. Thưa hội thánh, thưa quý anh chị em, tôi thích cái câu nói rằng con đường cùng của con người là cơ hội tốt cho Đức Chúa Trời. Có thể quý vị thấy, ồ, đây là đường cùng của cuộc đời của tôi rồi. Tôi đã cố gắng nhiều lắm rồi, tôi đã thất bại và tôi cứ thất bại. Tôi không được giống như người ta, cha mẹ người ta cung ứng cho tôi còn tôi không có gì cả. Thưa quý vị, anh em đã bắt đầu với cuộc đời của mình đầy nước mắt, đầy tủi nhục, đầy sự đau đớn. Nhưng mà anh em đã không có chấp nhận với số phận như vậy. Anh em đã thay đổi cái số phận của mình. Nên xin Chúa nhắc nhở tôi và tất cả quý vị, hãy can đảm và đối diện với nó và làm sao để thay đổi được nó. Tôi đọc câu chuyện về hãng hàng không giá rẻ, tôi rất là thích câu chuyện này. Có đôi khi chúng ta nhìn vào, ồ, những điều thuận cảnh nó sẽ tạo cho một con người thuận cảnh, nhưng mà đôi khi những cái nghịch cảnh, những cái bất hạnh lại tạo ra những điều vĩ đại. Có chuyến máy bay để chuẩn bị cất cánh thì tiếp viên hàng không đã thông báo với toàn thể hành khách ở trên chuyến máy bay rằng xin lỗi quý vị, bởi vì thời tiết xấu nên máy bay chúng ta phải tạm hoãn, cho nên xin quý vị chúng ta có thể lấy hành lý của mình và ngồi ở chảnh sờ ở sẵn để chờ, và nếu ai trong quý vị có cần sự giúp đỡ thì xin báo. Đó là lời của các tiếp viên hàng không, và có nhiều người đã lấy hành lý ra với một sự giận dữ, rất là bực tức là mất hợp đồng tôi rồi, tôi bị đuổi việc rồi, tôi bị trễ giờ rồi, làm ăn gì kỳ vậy. Và nhiều hành khách, nhiều thương gia rất là bực tức lấy hành lý đi xuống. Và đang khi có nhiều người bực tức khó chịu vì chuyến bay bị delay, thì có một người đàn ông, ông đến nói với từng người: anh có muốn đi sớm không? Chị có muốn đi sớm không? Anh có muốn đi sớm không? Và tất cả đều gật đầu: tôi muốn. Vậy thì tại sao chúng ta không thuê một chiếc máy bay khác để chúng ta đi? Và quý vị, họ đã gom với nhau và thuê một chiếc máy bay khác, và chiếc máy bay đó đã đưa họ đến đúng giờ. Và kể từ đó, hãng hàng không giá rẻ đã được ra đời. Quý vị, có những nỗi bất hạnh mà chúng ta tưởng là bất hạnh, nhưng nó sẽ là phước hạnh nếu chúng ta nhìn nó với một cái nhìn khác. Quý vị amen tôi không? Đức Chúa Trời, Ngài đôi khi cho phép những cái nỗi đau, những tổn thương xảy ra trong cuộc đời của tôi và quý vị là để cho chúng ta trải nghiệm Chúa tốt lành ở trong một hoàn cảnh. Không phải chỉ ở trong thuận cảnh Chúa tốt lành, mà ngay cả trong nghịch cảnh Chúa vẫn là tốt lành. Sẽ dạy cho chúng ta cứng rắn hơn, sẽ dạy chúng ta mạnh mẽ hơn, sẽ dạy cho chúng ta tốt hơn nữa khi mà chúng ta đối diện với nghịch cảnh. Khi còn nhỏ tôi thấy cái con sâu, quý vị có từng thấy sâu à? Nó trở thành con bướm chưa? Có ai đã từng thấy con sâu nó cứ cọ quẹ nó ra không? Cái kén chưa quý vị? Tôi đã từng chứng kiến cái cảnh đó và tôi cảm thấy rất là xót cho con sâu. Ủa tại sao nó cứ cọ quẹ mà nó không chịu ra? Và lúc đó tôi không biết, tôi mới xé cái kén cho nó ra sớm, thì con sâu chết ngay lập tức. Và sau này tôi mới hiểu được khi học sinh học, đó là cái quá trình để con sâu nó đầy đủ mọi cái yếu tố để khi nó ra khỏi cái kén, nó trở thành con bướm bay cao hơn. Quý vị, có những nỗi đau, có những mất mát, có những tổn thương, có những điều bất hạnh, nhưng nó không phải là bất hạnh đâu. Nó là một cái quá trình, đó là một sự chuẩn bị cho những điều tốt lành cho cuộc đời của chúng ta. Tôi mong rằng lời này buổi sáng hôm nay nhắc nhở tất cả quý vị là những người đang nghe lời của Chúa. Tôi biết có những người đang ngồi đây, chúng ta bắt đầu với những cái điều rất là đau đớn, rất là tổn thương, và chúng ta sẽ nghĩ rằng sẽ không có điều gì vĩ đại xảy ra đâu, sẽ không có điều tốt lành xảy ra đâu cho cuộc đời của tôi, một người giống như thế này. Nhưng thưa quý vị, nếu chúng ta có một cái nhìn khác, một cái nhìn đời đời mà Chúa đã cho chúng ta, một cái kế hoạch đời đời mà Chúa đã ban cho chúng ta,
và chúng ta không chấp nhận cho số phận như vậy, thì nó sẽ được biến đổi và điều vĩ đại sẽ được xảy ra cho chính chúng ta. Và chúng ta thấy điều gì đã xảy ra cho cuộc đời của anh em. Bắt đầu với một điều không tốt lành, bắt đầu với một hôn nhân đổ vỡ, bắt đầu với một sự mất mát, với một sự chia rẽ về tình cảm vợ chồng, anh em đã làm gì? Điều thứ hai mà chúng ta học ở tại đây, đó là cô đã biến bất hạnh trở thành phước hạnh cho cuộc đời của mình khi mà cô chạy đến với Chúa. Kinh Thánh nói gì? Tâm hồn anh em sầu khổ, bà vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn nước mắt. Bà khấn nguyện là Đức Giê-hô-va vạn quân, nếu Ngài đối xem nỗi sầu khổ của tớ Ngài, nhớ lại con và không quên ban cho tớ gái Ngài một con trai, thì con sẽ hiến dâng nó cho Đức Giê-hô-va trọn đời, và giáo cạo sẽ không chạm đến đầu nó. Anh em đã chạy đến với Chúa và trình bày tất cả nỗi đau của mình cho Chúa. Bà biết rằng con người không giúp được mình được gì hết trong lúc này. Chồng bà rất là thương bà, nhưng mà cũng không làm được gì cho bà. Phương cách nhanh nhất, tốt nhất và gần nhất để tìm câu trả lời là đến với Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, nhanh nhất, gần nhất, tốt nhất là chạy đến với Chúa. Chúng ta sẽ có câu trả lời. Có lẽ bà đã chạy đến với con người và tìm một cái sự an ủi, sự nâng đỡ, nhưng mà dường như không có. Bà đã chạy đến với Chúa. Nỗi tuyệt vọng và sự đau đớn cùng với sự tức giận sẽ thêm lên nếu chúng ta cứ tập trung vào nan đề. Tôi xin nhắc lại, nỗi đau đớn, sự tức giận và sự tuyệt vọng nó sẽ mãi thêm lên khi chúng ta tập trung vào nan đề. Nhưng mà sự hy vọng, sự chữa lành sẽ thêm lên cho chúng ta khi chúng ta chạy đến với Chúa. Tôi mong lần đời này khích lệ tất cả quý vị, nếu ai đó trong lòng quý vị đang đối diện với sự đau đớn, sự tuyệt vọng ở trong đời sống của mình, quý vị ơi, hãy chạy đến với Chúa, bởi vì tại nơi Chúa có câu giải đáp cho chúng ta. Chúa Jesus nói gì ạ? Hỡi những kém mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu, gánh ta nhẹ nhàng. Chúa mời gọi tôi và quý vị, những ai đang mệt mỏi, những ai đang có gánh nặng, những ai đang có những nỗi đau ở trong cuộc đời của mình, quý vị ơi, hãy đến với Chúa. Anh em đã đến với Chúa với một tâm lòng tan vỡ. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa ở gần những người cầu khẩn Ngài. Có nhiều người nói, ô, chỉ những người yếu đuối, những người không biết làm gì mới cầu nguyện. Tôi xin thưa quý vị, không phải đâu. Tôi được biết những người thành công, tôi được biết những người mà được Chúa ban phước là những người đã từng bị từ chối, và họ đã biết chạy đến với Chúa. Hoặc là mẹ của họ, cha của họ cũng đến với Chúa. Một trong những người nổi tiếng nhất thế giới, và tôi đã từng chia sẻ cho quý vị, đó là Thomas Edison. Khi còn là một cậu học sinh ở tiểu học, cậu đã bị từ chối bởi người thầy của mình. Cậu đã bị thầy của mình nói rằng nó ngu lắm, thằng này nó ngu như heo gì đó, bà ơi đem nó về đi, ở đây không thể dạy nó được đâu. Thomas Edison là một cậu bé đã bị từ chối ở trong lớp học, nhưng mà Thomas Edison đã có một người mẹ, một người cầu nguyện. Và sau đó thì chúng ta biết Thomas Edison đã trở thành một nhà bác học nổi tiếng của thế kỷ thứ 20, và sáng chế ra rất là nhiều những bằng sáng chế khác. Nên chưa chắc chúng ta bị từ chối là cuộc đời chúng ta sẽ không làm gì hết. Chưa chắc cuộc đời của chúng ta bị phản bội là chúng ta sẽ không phải bị phản bội mãi. Chưa chắc cuộc đời của chúng ta bị tổn thương là chúng ta sẽ bị tổn thương mãi nếu chúng ta không giải quyết nó bằng cách là chạy đến với Chúa. Nên tôi mời gọi tất cả quý vị, hãy nhớ con đường nhanh nhất, gần nhất, tốt nhất để tìm câu trả lời là đến với Chúa Giê-xu. Quý vị amen tôi không ạ? Và anh em đã đến với Chúa ở trong sự cầu nguyện, giải bày lòng của mình với Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng bà cầu nguyện thật lâu trước mặt Đức Giê-hô-va. Quý vị, có những nan đề ngay lập tức chúng ta sẽ có câu trả lời, nhưng có những nan đề mà Chúa đòi hỏi chúng ta sẽ để nhiều thì giờ với Chúa. Tôi nghĩ rằng có lẽ anh em đã đến với Chúa với cái lời cầu nguyện bằng cả tấm lòng. Thường giờ chúng ta nói, ồ, mình cầu nguyện không hay, thôi chắc Chúa không nghe đâu. Quý vị, cái lời cầu nguyện hay hay dở không phải là lời cầu nguyện Chúa nghe đâu. Lời cầu nguyện nó từ tấm lòng mới là lời cầu nguyện Chúa muốn nghe. Lời cầu nguyện thật lòng, chứ không phải là hay, không phải là dân hoa, không phải là mỹ miều. Và tôi nghĩ là có lẽ anh em đã cầu nguyện rất là thật lòng, Chúa tại sao vậy? Tại sao bất công vậy? Con đến trước mà Chúa, cái con tiểu tam nó đến sau, tại sao nó có con?
Có lẽ bà giải bài như vậy cho nên bà nói rất là lâu. Cho nên là bà cầu nguyện rất là lâu. Bà giải bàn bằng tấm lòng của mình. Nên quý vị ơi, khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta không cần phải dùng những lời lẽ văn hoa đâu. Nó bằng cả tấm lòng. Đó là lời cầu nguyện Chúa muốn nghe. Thật lòng. Và đôi khi lâu dài nữa quý vị, chúng ta sống trong một xã hội mà tất cả một cái đều nhanh hết. Chuyển phát nhanh, chuyển tiền nhanh, thức ăn nhanh, một cái đều nhanh hết. Và chúng ta cũng muốn này, Chúa ơi trả lời nhanh nhanh. Quý vị, có những lúc Chúa không trả lời nhanh đâu, Chúa trả lời chậm hơn. Thì Chúa xem coi cái thái độ của chúng ta, tấm lòng của chúng ta với Chúa như thế nào. Nên tôi mong rằng quý vị, chúng ta đừng có vội đến rồi vội đi, rồi tới ôi Chúa tại sao Chúa không trả lời cho con. Kinh Thánh nói rằng bà cầu nguyện thật lâu. Bà cầu nguyện thật lâu đến nỗi mà Hê-li nhìn miệng bà cầu nguyện, bà cứ tưởng là bà say rượu, nhưng mà thật sự bà đang tâm sự với Chúa, với nỗi lòng của mình. Thưa quý vị, không có nơi nào được an ủi và khích lệ cho bằng khi là chúng ta được đến gần với Cha Thiên Đàng. Những lúc mà tôi mệt mỏi nhất, những lúc mà tôi cảm thấy không còn sức lực, thì tôi vẫn đến với Chúa và nói, Chúa con mệt lắm rồi, Chúa con đuối lắm rồi, Chúa ơi thêm sức cho con. Và tôi cảm thấy một cái sức lực mới, Chúa ngài nâng tôi lên. Nên tôi khích lệ quý vị hãy đến với Chúa với con người thật của mình, không cần phải một cái gì bên ngoài hết. Và hãy đến với Chúa, và hãy để nhiều thì giờ hơn nữa quý vị, nhiều thì giờ hơn nữa để ngài có thể lắng nghe, có thể nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Và bà anh em đã cầu nguyện khi nào thì bà dừng lại quý vị? 5 phút, 10 phút hay bao lâu ạ? Chúng ta hãy xem lời Chúa nói nè. Anh em trả lời, thưa Chúa không phải vậy. Tôi là một phụ nữ có tâm thần khốn khổ. Tôi không uống rượu hay những thứ làm cho sai, nhưng tôi dốc đổ nỗi lòng tôi trước mặt Đức Giê-hô-va. Xin đừng nghĩ rằng tớ gái của ông là một phụ nữ hư đốn, vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá sức của tôi buộc tôi phải cầu nguyện cho đến bây giờ. Hê-li nói gì? Bà hãy an tâm về nhà, nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời bà đã khẩn xin ngài. Anh em thưa, nguyện tớ gái ông được ơn trước mặt ông. Rồi bà trở về ăn uống và nét mặt không còn âu sầu nữa. Khi nào ạ? Khi nào thì anh em dừng lại lời cầu nguyện? Khi mà Hê-li lên tiếng, nguyện Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của bà đã khẩn xin. Hê-li là đại diện cho Đức Chúa Trời, là thầy tế lễ trong lúc bấy giờ. Ông nói rằng nguyện Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của bà khẩn xin. Phải quý vị, chúng ta sẽ dừng lại lời cầu nguyện khi chúng ta nghe được tiếng của Chúa. Amen, amen. Thật là hay khi mà chúng ta suy gẫm đoạn kinh thánh này. Tôi ước ao rằng quý vị sẽ cầu nguyện cho đến khi chúng ta nghe được tiếng Chúa phán với mình. Kinh thánh nói rằng anh em đứng dậy, không còn âu sầu nữa. Bởi vì sao? Tiếng Chúa đã phán, lời Chúa đã đến, và sự bình an của Chúa ở trong lòng của bạn. Tôi biết có nhiều người có đời sống cầu nguyện, nhưng mà quý vị ơi, chúng ta nói, nhưng mà hãy lắng nghe Chúa nói. Có nhiều khi chúng ta cầu nguyện có một chiều à, chúng ta cứ nói, khi Chúa muốn nói thì chúng ta đứng dậy về rồi. Tôi mong rằng hội thánh của chúng ta sẽ bước lên một bước cao hơn nữa trong đời sống theo Chúa, trong linh trình cầu nguyện. Chúng ta sẽ kinh nghiệm rằng con nói, và bây giờ Chúa ơi xin hãy phán với con. Quý vị ơi, một lời phán của Chúa thôi thay đổi số phận của chúng ta. Chỉ cần một lời Chúa nói thôi quý vị ơi, rất là hay, rất là nhẹ nhàng và rất là cảm động. Chỉ một câu thôi quý vị. Tôi đã từng nghe Chúa phán, và tôi thật sự cái câu đó nó thay đổi cả cuộc đời của tôi quý vị. Tôi đang khóc và tôi chỉ nghe một tiếng của Chúa nói thôi, tôi ngừng ngay lập tức, không còn khóc nữa. Ở trong sự hiện diện của Chúa, tôi nghe rõ tiếng của Chúa phán, thay đổi hết mọi lo lắng, mọi sợ hãi, mọi bất an biến mất hết khi lời của Chúa phán ra. Tôi bước vào trong buổi thờ phượng, và đang khi tôi thờ phượng Chúa, thần linh Chúa nói với tôi, con trai của con sẽ học ở nơi này. Đó là ngôi trường mà tôi muốn tôi đưa con trai của tôi đến đó học. Tôi không biết làm sao đưa con trai tôi đến đó, bởi vì số tiền học nó là 100.000 đô cho 4 năm, không thể với chúng tôi. Nhưng mà quý vị, khi Chúa phán với tôi, con trai của con sẽ học nơi này, tôi liền bước ra khỏi chỗ đó và nói, em ơi, Chúa vừa phán với anh. Và cảm ơn Chúa, đúng 1 năm sau, con trai của tôi đã bước vào trong trường đại học đó. Hãy cùng với tôi vỗ tay ngợi khen Chúa. Mọi chi phí, mọi việc ăn ở, tiền ở đâu tới tôi không biết quý vị.
Nhưng cuối cùng con trai của tôi đã tốt nghiệp trường đại học đó. Chỉ một lời của Chúa phán thuộc quý vị, tôi khích lệ quý vị, chỉ đừng có nói thôi, hãy để cho Chúa nói với chúng ta nữa. Quý vị sẽ thấy rất là tuyệt vời khi mà chúng ta nghe được tiếng của Chúa. Và đó là lý do anh em đứng dậy, không cầu nguyện nữa, xong rồi. Từ khi tôi về, tôi nói với con trai của tôi rằng, ba nghe Chúa phán vậy, thì nó cũng nói rằng, vậy là xong rồi phải không ba? Đúng rồi con. Và bây giờ phần của con là học lấy bằng TOEFL để chuẩn bị phỏng vấn thôi. Và cảm ơn Chúa đúng như vậy quý vị. Sự cung ứng tới, tài chánh tới, và một cánh cửa mở ra khi lời của Chúa phán. Nên xin Chúa dùng điều này nhắc nhở tôi và quý vị, để là chúng ta sẽ có nhiều thời giờ hơn nữa ở trong sự hiện diện của Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì vòng canh 24/6 chúng tôi được mở ra. Và cảm ơn Chúa rất là nhiều con cái của Chúa đã tham dự vòng canh. Có lúc lên 500 người trong một ngày quý vị. Sau Tết thì có nhiều người đi làm, bây giờ chỉ còn có 200 cho tới 300 thôi. Nhưng mà cái giờ mà chúng tôi lo lắng nhất là những giờ 0 giờ cho đến 4 giờ sáng. Tại vì chúng tôi có 12 canh giờ. Tại vì 40 giờ này là giờ người ta ngủ ngon nhất. Nhưng mà cảm ơn Chúa có hội thánh ở Hòa Lợi, ở Bình Phước, hội thánh Long An là hai hội thánh ở xa, thì nói rằng họ đăng ký 4 cái giờ này, 2 canh giờ này. Và quý vị biết không, trong 12 canh giờ thì 2 canh giờ này là giờ mà họ dễ gặp Chúa nhất. Họ làm chứng cho tôi và tôi được khích lệ lắm. Có những nan đề chúng tôi đưa lên cấp túc, người này bị Covid, người này bị bệnh, người này đang bị đối diện cấp cứu, thì ở tại trong cái chỗ cầu nguyện đó, họ thấy sự mặc khải. Họ thấy người đó đứng dậy và họ nói, mục sư ơi, em thấy người đó được đứng dậy, người đó được chữa lành. Có người họ nói, mục sư ơi, em không thấy gì cả, Chúa không trả lời gì cả. Và cuối cùng người đó đã về với Chúa. Họ nhận sự mặc khải, họ nghe tiếng Chúa phán trong những cái giờ phút đó. Cho nên tôi mời gọi quý vị, nếu ai trong chúng ta đang đối diện với những điều mà dường như là không giải quyết được, quý vị ơi, có một chỗ để chúng ta tới, đó là vòng canh cầu nguyện của hội thánh. Amen. Nơi đó quý vị sẽ tìm cái câu trả lời. Nơi đó quý vị sẽ tìm thấy năng lực từ nơi Chúa. Tại nơi đó chúng ta sẽ tìm thấy sự mặc khải của Chúa cho chính đời sống của mình. Rồi mong ước rằng quý vị sẽ kinh nghiệm những điều mà tôi vừa chia sẻ, giống như con cái của Chúa đã kinh nghiệm trong những giờ phút họ ở trong vòng canh. Và cảm ơn Chúa, tôi hiểu được một điều, nơi nào có những người cầu nguyện, nơi đó sẽ sản sinh ra điều vĩ đại. Không phải vì đất nước đó giàu có mới sản sinh ra điều vĩ đại đâu quý vị. Nhưng mà những nơi nào có những con người cầu nguyện, nơi đó sẽ có điều vĩ đại xảy ra. Anh em là một người cầu nguyện, cho nên đã sản sinh ra người vĩ đại của Đức Chúa Trời, đó là Samuel. Khi tôi bước chân qua Hàn Quốc, tôi được lên núi cầu nguyện. Và tôi hiểu được một điều, vì sao một đất nước Phật giáo như Hàn Quốc mà Cơ Đốc giáo đã được 20%? Vì sao vậy? 24/7, hàng ngàn người cầu nguyện quý vị. Tiếng cầu nguyện ở trên núi vang vọng khắp mọi nơi. Tôi vào trong cái tâm và tôi vào những cái phòng cầu nguyện, từ sáng sớm cho đến chiều tối vẫn có những con người ở tại đó. Họ kêu ra với Chúa. Chúa già, Chúa già. Ban đầu tôi tưởng là Chúa già, nhưng mà cái tiếng của Hàn Quốc đó là Chúa ơi, Chúa ơi. Và đi đâu tôi cũng nghe ra tiếng đó rất là mạnh mẽ quý vị. Và những nhà thờ không phải 500 người, mà nhà thờ 3.000 người, 5.000 người, 10.000 người, thậm chí nhà thờ 100.000 người. Những con số hết sức là to lớn. Và những nhà thờ san sát với nhau. Còn nhà chùa thì bước vào trong những cái hang hẹp hấp. Còn ở thành phố là hầu hết là những nhà thờ. Và khi bước vào Indonesia, từ một quốc gia Hồi giáo, mà trước đây chúng ta hay nói là họ thảy bơm xăng vào trong nhà thờ, bây giờ là 20% là Cơ Đốc giáo. Và có những hội thánh 5.000 người, 10.000 người. Vì sao vậy? Họ không có núi cầu nguyện, nhưng mà họ có những tháp canh cầu nguyện. Và chúng tôi được đứng lên những tháp canh cầu nguyện đó. Và wow, đúng như vậy. Ở tại đó chúng tôi cũng nghe được tiếng Chúa. Tại đó chúng tôi cũng thấy rằng sự hiện diện của Chúa. Và đó là lý do điều vĩ đại đã xảy ra. Đất nước của chúng ta 100 năm Tin Lành đến rồi, nhưng bao nhiêu phần trăm là Cơ Đốc giáo? Thưa quý vị, chỉ có 2% thôi. Khoan hãy trách Chúa, khoan hãy hỏi tại sao vậy. Chúng ta có câu trả lời tại đây. Sự cầu nguyện của người Việt Nam của chúng ta như thế nào? Chúng ta vội đến vội đi, rồi mong rằng Chúa trả lời cho con, Chúa làm những điều vĩ đại cho con, điều khi chúng ta không trầu trực trước mặt Ngài. Tôi mong rằng lời này sẽ giúp đỡ cho tôi và quý vị khi chúng tôi quyết định mở vòng canh cầu nguyện. Và tôi tin một ngày không xa, những điều vĩ đại sẽ xảy ra tại Việt Nam của chúng ta.
khi mà có hàng ngàn cơ đốc nhân bước vào trong chỗ cầu nguyện, vào trong vòng canh cầu nguyện, chiến đấu ở trong sự cầu nguyện. Tôi tin cơn phấn hưng sẽ đến với Việt Nam của chúng ta. Amen. Và tôi mong rằng ở trong đó có quý vị nữa. Và điểm thứ ba mà chúng ta học ở tại đây, anh em biến bất hạnh thành phước hạnh, biến nan đề thành thuận cảnh, bởi vì bà đã chạy đến với Chúa trong chỗ cầu nguyện. Và anh em đã bước thêm một bước cao hơn mà nhiều cha mẹ đã không dám làm, nhiều cơ đốc nhân đã không dám làm. Bà đã làm gì quý vị? Bà nói gì? Bà khấn nguyện lại Đức Giê-hô-va vạn quân: nếu Ngài đối xem nỗi sầu khổ của tôi tới Ngài, nhớ lại con và không quên ban cho tôi tới Ngài một con trai, thì con sẽ hiến dâng nó cho Đức Giê-hô-va trọn đời, và dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó. Bà đã làm gì quý vị? Bà không những cầu nguyện với Chúa thôi, nhưng bà nói gì? Chúa ơi, nếu Ngài cho con đứa con này thì con sẽ làm gì? Con sẽ dâng cho Chúa. Phải. Điểm thứ ba mà anh em đã tạo ra điều vĩ đại, đó là bà đã dâng cho Chúa điều quý nhất. Xin nói theo tôi là dâng cho Chúa điều quý nhất. Còn nhỏ lắm quý vị, nó lớn lên à. Dâng cho Chúa điều quý nhất. Đã không có rồi, đúng không quý vị? Bây giờ nếu mà Chúa cho con sẽ dâng cho Chúa. Wow. Bà không những là một người cầu nguyện, nhưng bà là một người có đức tin lớn nữa quý vị. Và đó là lý do điều vĩ đại đã xảy ra. Ai trong chúng ta muốn có điều vĩ đại xảy ra cho cuộc đời mình? Chia tay lên nè. Dạ. Tất cả chúng ta đều muốn, không ạ? Nhưng mà chúng ta có dám dâng cho Chúa điều quý nhất của chúng ta hay không? Chúng ta có dám dâng cho hợp đồng đầu tiên của chúng ta cho Chúa hay không? Chúng ta có dám dâng cái lợi tức đầu tiên của chúng ta cho Chúa hay không? Hay là: Chúa ơi, để khi khác nghe Chúa. Coi sứ ẩm đồ ngân thánh này, tôi nói wow, đây là một người nữ hết sức là tuyệt vời. Sao chỗ này tôi thấy im lặng quá? Chúng ta là có câu trả lời nhờ. Khoan hãy trộn với trách Chúa, khoan hãy vội trách người khác. Hãy xem lại cái thái độ của chúng ta. Khi mà Chúa cho chúng ta một điều gì đó, chúng ta có dám dâng cho Chúa điều quý nhất hay không? Anh em đã hứa nguyện và nói với Chúa rằng: Chúa, con dâng cho Ngài. Đây là một sự thiệt thòi, đúng không quý vị? Một sự thiệt thòi, một sự hy sinh. Bởi vì Chúa cho mà. Bao nhiêu năm chờ đợi một đứa con, bây giờ là dâng nó cho Chúa luôn, biệt riêng nó cho Chúa luôn. Và bà sẽ không còn ẵm nó nữa, bà sẽ không còn ru nó nữa, bà sẽ không còn ở với nó nữa, và nó được gửi vào trong đền thờ. Và quý vị, đó là lý do Chúa đã làm điều vĩ đại cho cuộc đời của người nữ này. Thưa quý anh chị em thân mến, chúng ta hứa, nhưng chúng ta có dám làm hay không? Khi bà có con, vui quá bà nói với Chúa gì? Chúa ơi, tha thứ cho con, bữa đó con cảm xúc quá. Bây giờ con thấy có con nó quý quá Chúa ơi. Khi khác nha Chúa, đứa khác nha Chúa. Có phải vậy không quý vị? Không. Ai đã từng có con rồi, đưa tay lên ạ. Con là cả tất cả gì chúng ta có, đúng không quý vị? Dù là gái hay trai, đúng không quý vị? Tôi muốn nghe chữ amen à. Nó quý lắm, nó quý giá vô cùng. Nhưng mà người phụ nữ này làm gì? Dâng cho Chúa. Đứa con cầu con khẩn nữa quý vị, dâng nó cho Chúa và để cho Chúa sử dụng. Và đó là lý do điều vĩ đại đã xảy ra. Thưa anh chị em thân mến, chúng ta có dám dâng điều quý nhất của chúng ta cho Chúa hay không? Thời gian quý nhất của quý vị chúng ta có dành cho Chúa không? Hay là chỉ có một giờ trong tổ tế bào chúng ta lại kèn cửa: cô Trinh ơi, bận quá à, thôi cho nghỉ đi. Một giờ thôi ở trong vòng canh chúng ta cũng thôi: Chúa thông cảm, con bận quá, khi nào con rảnh con vô vòng canh. Quý vị, Chúa của cả trời đất sẽ nhận cái điều rảnh của chúng ta sao? Hay là Chúa của cả trời đất chỉ nhận những cái đồng bạc rách, hay là những đồng bạc thừa thải của chúng ta sao? Hãy xem lại. Đó là nguyên nhân mà chúng ta không thấy điều vĩ đại cho chính cuộc đời của mình. Chúa cho chúng ta điều tốt nhất từ thiên đàng, đúng không quý vị? Con độc sanh của Ngài là Chúa Giêsu, Ngài ban cho chúng ta để chúng ta được cứu, được tha tội, được bình an, được chữa lành. Nhưng mà khi chúng ta dâng cho Chúa thì chúng ta lại tính toán thiệt hơn. Chúa ơi, khi nào rảnh đi con đi nhóm, còn lúc nào con bận thì con không đi nhóm. Chúng ta không có ưu tiên cho Chúa.
Chúng ta không đặt Chúa lên hàng đầu. Rồi chúng ta đòi hỏi rằng Chúa ơi hãy làm cho con, công ty của con, doanh nghiệp của con, gia đình của con. Khi mà chúng ta lại không tôn trọng Chúa. Nếu Chủ nhật tuần sau tôi giảng tiếp, tôi sẽ nói quý vị một bức tranh phản diện hoàn toàn khác hẳn với bức tranh này. Một gia đình cơ đốc đàng hoàng, một gia đình phục vụ Chúa đàng hoàng, nhưng cuối cùng đến một kết thúc rất là bi thảm. Bởi vì không tôn trọng Chúa. Không tôn trọng Chúa. Nhưng mà anh nghe thì lại tôn trọng Chúa. Quý vị theo mà. Một sự mất mát, một sự hy sinh. Nhưng mà bà nói rằng Chúa ơi, Ngài quý hơn đứa con này. Ngài quý hơn những gì mà con có, Chúa ơi. Chúa là tất cả, Chúa là trên hết, chứ không phải là con của con. Tuần sau chúng ta sẽ thấy có những người đặt con lên trên Chúa luôn. Và cuối cùng là một sự hủy diệt, một sự phán xét mà không ai ngờ được. Điều gì là quý nhất của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để dâng cho Chúa hay không? Sáng nay tôi mong rằng lời này nhắc nhở mỗi người trong chúng ta. Khoan hãy trách Chúa. Tại sao người ta có hạnh phúc mà con không có? Tại sao người ta thành công mà con không thành công? Tại sao người ta giàu có mà con không có? Chúa ơi, tại sao vậy? Con cứ là một người bình thường. Hãy tự hỏi lại chính bản thân của mình. Chúng ta đã dâng điều gì tốt nhất cho Chúa chưa? Điều quý nhất cho Chúa chưa? Hay là chúng ta chỉ dâng cho Chúa điều thừa thải? Tôi vẫn nhớ cái câu chuyện của một người đàn ông đã đến nói với tôi rằng: mục sư cầu nguyện cho em. Tôi hỏi cầu nguyện cho gì? Dạ thằng con em đang thi đại học, nếu mà nó rớt đại học em sẽ dâng nó vào trong trường Kinh Thánh. Tôi nhìn ông ta và tôi rất là giận. Anh nghĩ sao trường Kinh Thánh là nơi những người rớt đại học vô học hả? Dạ dạ em không có ý nói vậy. Chứ anh nói gì? Không có mục sư vĩ đại bởi vì toàn là con rớt đại học vô học mà. Nên quý vị đừng có chê là sao có nhiều mục sư giảng không hay, bởi vì toàn con rớt đại học mà. Đúng không ạ? Cái suy nghĩ và cái thái độ đó thì họ làm sao có điều vĩ đại được. Muốn có một sư vĩ đại, một nhà sư đồ vĩ đại, một tiên tri vĩ đại mà dâng cho Chúa thì điều rất là tệ. Hãy nhớ, Chúa không nhận không của ai bao giờ đâu quý vị. Quý vị amen tôi không ạ? Tôi theo Chúa và hầu Chúa nhiều năm, tôi thấy rằng Chúa không nhận không của ai bao giờ đâu. Đừng sợ quý vị. Chúa không bao giờ nhận không. Ngài luôn luôn cho lại gấp nhiều lần hơn. Amen. Gấp nhiều lần hơn. Nếu quý vị để dành thời gian đó cho Chúa, điều quý nhất đó cho Chúa, thì Chúa chắc chắn sẽ làm ơn lại cho chúng ta. Gấp nhiều lần quý vị sẽ không tưởng được đâu. Đó là những gì mà tôi đã trải nghiệm trong cuộc đời của mình khi tôi theo Chúa và phục vụ Chúa. Tôi dâng Chúa cả cuộc đời của tôi. Tôi quyết định không đi Mỹ để ở lại Việt Nam. Và câu chuyện này quý vị đã nghe rồi. Tôi nói rằng Chúa ơi, con dâng cuộc đời con cho Chúa. Thì Chúa không lấy không của tôi đâu. Chúa cho lại cho con trai và con gái của tôi. Chúa cho lại cho những hậu tự của tôi. Và Chúa làm ơn đến nỗi mà tôi không ngờ rằng đó là điều Chúa đã làm. Nên quý ông bà chị em ơi, các bạn trẻ ơi, Chúa không lấy không bao giờ của các bạn đâu. Nếu chúng ta dám dâng cho Chúa điều tốt nhất thì điều tốt hơn Chúa sẽ dành cho chúng ta. Bằng chứng là chúng ta thấy anh em đã có thêm 5 người con. Một người đàn bà hiếm muộn không con nhiều năm, khi bà dâng đứa con đầu tiên của mình cho Chúa thì Chúa cho bà 5 người con khác. Xin quý vị đừng lo, Chúa không bao giờ nhận không của ai đâu. Và điểm cuối cùng mà chúng ta học ở tại đây là gì? Không những bà vượt hơn những người nữ khác bởi vì sự cầu nguyện của bà, và chính sự cầu nguyện đó đã sản sinh ra điều vĩ đại. Và hơn thế nữa, bà dám dâng lại cho Chúa điều mà Chúa cho mình. Chúng ta có dám dâng lại cho Chúa điều Chúa cho mình hay không? Hay là chúng ta rút lại điều Chúa cho mình? Và điểm cuối cùng mà chúng ta thấy là bà đã cho phép con mình được phục vụ Chúa khi còn thơ ấu. Chúng ta thấy anh em đã giữ trọn lời hứa. Samuel đã phụng sự trước mặt Đức Giê-hô-va, và cậu bé thắt lưng bằng một cái ephod bằng vải gai. Mỗi năm mẹ cậu mai cho con một cái áo tròn nhỏ để đem cho cậu. Và khi bà cùng chồng lên dâng sinh tế hàng năm, cậu bé Samuel càng lớn lên càng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va và mọi người. Quý vị, tấm lòng của Anne và Elkana đã bày tỏ ở tại đây. Dâng con cho Chúa, và khi nó lớn lên và cho phép nó vào trong đền thờ để phục vụ Chúa. Đây là điều không dễ đâu quý vị.
Nhiều người cha người mẹ ngày hôm nay chỉ muốn con mình làm cái gì đó, chứ không có muốn con mình là người phục vụ. Và mong muốn rằng có điều vĩ đại xảy ra cho cuộc đời của mình. Nhưng quý vị, anh em đã cho chúng ta bài học rằng bà đã dám dâng và cho phép con mình phục vụ Chúa, tạo cơ hội cho con mình phục vụ Chúa. Và quý vị thấy một bức tranh rất là đẹp không ạ? Đức Chúa Trời đã làm những điều vĩ đại cho họ. Không thể có những danh nhân vĩ đại, không thể có những mục sư vĩ đại, không thể có những nhà truyền giáo vĩ đại nếu không có những người cha, người mẹ ngày hôm nay dâng con mình để phục vụ Chúa. Tôi muốn nghe chữ Amen ạ? Họ đã hết lòng vì vương quốc của Chúa, không phải là vì ai đó, mà là vì muốn con của mình phục vụ Chúa từ khi còn thơ ấu. Ngày hôm nay có rất là nhiều người chỉ muốn con mình phục vụ để được tiếng tăm, để được ai đó biết đến. Khi vui thì để nó phục vụ, và khi buồn thì rút nó lại. Quý vị, đó không phải là thái độ đúng đắn mà Chúa muốn chúng ta. Các bạn trẻ ơi, hầu Chúa không phải là khi vui chúng ta phục vụ, khi buồn chúng ta lại bỏ, thì cuộc đời của các bạn chẳng là gì hết đó. Bởi vì Chúa không có nhận những cái thừa thải đó đâu. Tấm lòng của chúng ta mới là quan trọng. Khi Chúa cần, chúng ta có nói rằng Chúa có con không? Quan trọng là Chúa cần, chúng ta sẽ nói gì với Chúa. Anh em đã dâng cho Chúa điều tốt nhất, điều quý nhất. Và chúng ta thấy Samuel đã như thế nào? Hỡi những người cha, người mẹ, cậu khi còn trẻ đã bắt đầu nghe được tiếng Chúa. Ai đã từng nghe tiếng Chúa là giơ tay lên ạ? Không phải dễ đúng không ạ? Nhưng mà Samuel đã bắt đầu nghe được tiếng của Chúa. Vì sao vậy? Samuel đã được đưa vào trong đền thờ, đã tập tành hầu Chúa từ nhỏ. Anh ngủ ở giữa nơi thánh và nơi chí thánh. Anh đã tập tành hầu Chúa, và cái việc nghe tiếng Chúa là việc sẽ xảy ra thôi. Và đây cũng là tiền đề chuẩn bị cho một tiên tri vĩ đại được xuất hiện. Samuel đã trở thành một tiên tri đầu tiên của dân Israel, trở thành một thầy tế lễ, một quan xét cho cả một dân tộc. Và hơn thế nữa, Samuel đã trở thành một người sức dầu cho hai vị vua nổi tiếng của dân Israel, đó là Saul và David. Điều vĩ đại đã được sinh ra, bắt đầu từ một người sống một cuộc đời bất hạnh, bắt đầu từ một con người sống một cuộc đời bị chà đạp, bị xỉ nhục. Nhưng bà đã thay đổi số phận mình bằng cách là chạy đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa, và bà đã dâng điều tốt nhất cho Chúa, và cũng đã cho con của mình tập tành để phục vụ Chúa. Quý vị, tôi thật sự được khích lệ buổi sáng hôm nay để nói quý vị, quan trọng không phải là bạn khởi đầu như thế nào, nhưng mà kết thúc như thế nào mới là quan trọng. Có thể có nhiều người có khởi đầu không tốt, không thuận lợi, rất là buồn, rất là nản, rất là chán. Nhưng quý vị không quan trọng, đừng lo lắng các bạn trẻ ơi. Có nhiều người đã bắt đầu là con số 0, nhưng mà kết thúc của họ là một kết thúc vẻ vang và vinh hiển cho danh Chúa. Quan trọng là thái độ của chúng ta với nào, như thế nào khi mà chúng ta đối diện với điều đó. Anh em đã bắt đầu một cái cuộc đời đầy bất hạnh, nước mắt nhiều hơn là tiếng cười, nỗi đau nhiều hơn là sự vui mừng. Nhưng mà anh em đã thay đổi điều đó, bởi vì bà biết rằng có một đấng sẽ giúp đỡ bà. Tôi mong rằng lời này buổi sáng hôm nay giúp đỡ cho tất cả quý vị. Chúng ta muốn có điều vĩ đại xảy ra, thì quý vị ơi, hãy xem chúng ta sẽ làm gì. Ai trong chúng ta muốn có điều vĩ đại xảy ra trên cuộc đời của mình? Dạ, tôi muốn mời tất cả chúng ta đồng đứng lên. Đấng vĩ đại muốn làm điều vĩ đại cho cuộc đời quý vị. Quan trọng là chúng ta có đến với Chúa và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con cần Ngài, con cần sự giúp đỡ của Ngài. Chúng ta có để thì giờ ở riêng với Ngài, ở trong chốn cầu nguyện, để Ngài nâng chúng ta lên không? Tôi rất thích bài hát Ngài nâng tôi lên, Ngài nâng tôi lên. Quý vị, cuộc đời này họ đạp chúng ta xuống, họ không thích chúng ta giàu đâu, họ không chúng ta thành công đâu, họ không muốn chúng ta hơn họ đâu. Nhưng mà khi chúng ta đến với Chúa, hãy nhớ rằng Chúa sẽ nâng chúng ta lên. Ngài nâng chúng ta lên khi chúng ta đến với Ngài và nói rằng: Chúa ơi, con cần Ngài. Ngài nâng con lên, quý vị, Chúa sẽ nâng tôi và quý vị lên, sẽ trở thành những người vĩ đại cho Chúa ở tại đất nước này, sẽ làm điều vĩ đại cho Chúa ở tại đất nước này. Nếu chúng ta nói rằng: Chúa, con cần Ngài, con sẽ chạy đến với Ngài và con sẽ dâng điều tốt nhất của con cho Ngài. Con sẽ không tính toán nữa đâu. Thời gian của con là của Ngài, tiền bạc của con là của Ngài, công ty của con là của Ngài, mạng sống của con là của Ngài. Chúa ơi, con dâng cho Ngài. Ai trong chúng ta sẵn sàng điều đó? Xin hãy đưa ta lên và nói với Chúa rằng: Chúa, cuộc đời của con là của Ngài, con dâng cho Ngài, con muốn phục vụ Ngài, con muốn phục vụ Ngài, con muốn là người biệt riêng cho Ngài, con muốn sống cho thế gian này nữa.
Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.